Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sora Bắc Tây Nguyên. Trước mặt mọi người đây là một chậu năm cánh trắng vỏ tông nhé mọi người, hay còn có tên gọi khác là năm cánh trắng Lâm Thồn hoặc là năm cánh trắng Di Linh. Đây là một cái cây giả hạt có mặt hoa rất là đẹp luôn. Em sẽ chèn thêm mặt hoa vào cho mọi người xem nha. Nó một cây năm cánh trắng lưỡi bệt rất đặc biệt, nhìn vào hoa bản đảo với mọi người là mọi người sẽ cực kỳ thích luôn. Cùng với đó là cái cây này thân lá nó rất đẹp mọi người, thân lá nó đẹp, nó mập khỏe và giống nó còn tốt nữa. Hiện tại thì em đang có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây nhé mọi người, 6 cây. Và đã có khách, hai khách đặt 2 cây rồi. Hôm nay thì em quay clip lên đây là nhận đặt thêm 4 cây còn lại. Cái đây thì mọi người có thể thấy là cây hiện tại là nó đang ở trên thân nha. Đó, và sắp tới thì lúc mà cây nó ra rễ khỏe thì em sẽ lách ra và em giao cho các bác nha. Các bác anh chị nào chúng ta muốn có một cái cây năm cánh trắng vỏ tông để làm giống thì có thể là liên hệ tới số điện thoại của em trên tiêu đề để đặt nha. Cái đây thì em báo lại lần nữa là em không giao liền lúc này nhé mọi người, mà chờ rễ ra khỏe thì lúc đó em sẽ lách em giao cho mọi người. Rồi bác nào mà muốn đặt thì vui lòng chuyển khoản giúp em hôm nay để em nhận đơn. Sau đó thì lúc cây ra kỳ theo thứ tự thôi. Ví dụ bác nào đặt trước thì em sẽ giao trước nha. Đảm bảo là lúc giao thì cây khỏe mạnh, rễ ổn định thì sẽ giao cho các bác. Rồi, và hôm nay thì em sẽ nhận 4 cây nữa thôi. Và giá của mỗi cây là 2 triệu nha mọi người. 2 triệu cho một cây ha. Thì đây các bác anh chị có thể xem cây mẹ nó nè, cực kỳ nù mập khỏe luôn. Và hiện tại thì các cây nè, cây đang đi rất lực nha. Này thì nó chưa ra rễ. Khi nào mà cây nó khỏe, nó ra rễ thì em sẽ lách em giao cho mọi người nha. Thì có tổng cộng là trong đây thì nó cũng được tầm 6 cây á, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trong đây nè. Đó, rồi em đã nhận được 2 cây rồi và còn 4 cây nữa. Rồi cứ mỗi cây là 2 triệu nha. Mọi người có nhu cầu đặt năm cánh trắng vỏ tông thì có thể là liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em, liên hệ đại 0384750258. Rồi khi nào cây khỏe, rễ mạnh thì em sẽ giao cho các bác nha. Các bác anh chị nào chúng ta đặt thì chúng ta vui lòng liên hệ với em và chuyển khoản trong ngày hôm nay nha. Rồi xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip về các loại lan đột biến đặc biệt tiếp theo ở kênh Lan Rừng Hàng Độc Sora Bắc Tây Nguyên. Hôm nay là cái cây năm cánh trắng vỏ tông, hay còn gọi năm cánh trắng Lâm Thồn, một trong số những cái cây năm cánh trắng phải nói là cực kỳ nổi tiếng và hoa rất đẹp. Mọi người chỉ cần nhìn vào cái hình hoa thôi là đủ để nhận xét, nhận biết xem là coi thử là nó có đặc biệt không nha. Rồi xin cảm ơn mọi người, rồi mời mọi người cùng ngắm cây nha. Đây, nói chung là sẽ tương lai thì sẽ có nhiều cây nữa mọi người. Đây, những cái mắt đây nè thì nó sẽ ra cây nha. Nhưng mà hiện tại thì đã có tầm cỡ 6 cây rồi. Đó, thì sắp tới thì những cái cây này nó khỏe ra rễ rồi thì em sẽ giao cho mọi người và mọi người chăm làm giống. Cái cây này thì nó phát triển nhanh lắm mọi người, lớn nhanh lắm. Trồng cây đây là cây mới bước qua, gọi là cái năm nay là năm thứ hai thôi mọi người, mà nó đã về, nó to bự vậy rồi. Và mọi người chăm thì lớn nhanh lắm, thân lá nó cũng đẹp nữa, thân lá đẹp nè, hoa đẹp. Đó, dễ làm cây. Rồi xin cảm ơn mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.